Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Tiện lợi, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức chương trình giao lưu liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chương trình có sự tham gia của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương và hơn 50 đại biểu đại diện các sở ban ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối hàng nông sản và một số doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tại chương trình giao lưu liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối nông sản trong và ngoài tỉnh đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh của mình cùng những kết quả nổi bật thời gian qua. Các đại biểu cũng thảo luận chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, bảo quản chế biến sau thu hoạch, các vấn đề liên quan đến quy trình hợp tác sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Hợp tác xã của chúng tôi rất tâm huyết về cái chương trình kết nối để liên kết những sản phẩm. Qua cái chương trình này thì mình kết nối với nhau, những người cần sản phẩm và những người làm ra sản phẩm được gặp nhau. Thì cái chương trình này thì tôi cho là rất là tốt. Chương trình giao lưu liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản đã mở ra cơ hội hợp tác giữa nông dân, đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu với các doanh nghiệp hợp tác xã ngoài tỉnh. Thì đây là lần đầu tiên em được tham gia với một cái chương trình mà đặc biệt như thế này, thì em sẽ thấy được trong huyện và trong tỉnh của mình có rất là nhiều sản phẩm mà mình có thể là mình dùng và mình chia sẻ, cũng như là mình kết nối tất cả các anh chị em trong doanh nghiệp mà ngày hôm nay mình biết được, để cho cái sản phẩm của mình cũng như là sản phẩm của các anh chị nó được tiến xa hơn. Bên Ecom Homebase huyện mình đi chuẩn bị ra cái chuỗi siêu thị thì mình cũng chỉ cần bà con nông dân là những sản phẩm nào đã đạt OCOP thì mình sẽ sẵn sàng ký hợp tác để tiêu thụ. Còn những sản phẩm nào chưa đạt mà nó ở cái mức độ là đang trong quá trình để xây dựng nên cái sản phẩm đó thì bên này cũng sẵn sàng có những cái hướng để thực hiện cho nó trọn vẹn cái sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Trong khuôn khổ chương trình 11, tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã đã trưng bày sản phẩm đặc thù tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương lân cận.